Nhân xin kính chào quý cô chú anh chị. Kính chúc quý cô chú anh chị mình nhiều may mắn, nhiều sức khỏe nha. Ngày hôm nay em sẽ quay chiếc Toyota Hilux, tức là xe bán tải của Toyota. Thì em nói cũng mới về tới đại lý thôi. Em sẽ review sơ cho cô chú anh chị mình coi. Nếu mà cô chú anh chị mình có nhu cầu tham khảo dòng này thì hãy đến trực tiếp tại Toyota An Thành Fukushima. Đặc biệt thì thứ bảy tuần này bên em Nhân có tổ chức sự kiện ra mắt xe bán tải nè, cũng như là xe Corolla Cross 2024, cô chú anh chị mình có thể tới trải nghiệm nè. Và trong ngày hôm đó thì cũng có nhiều sự kiện diễn ra, ví dụ như tham quan công ty nè. Nếu cô chú anh chị mình có muốn bán xe, đổi xe cũ của mình thì bên em cũng sẽ định giá cho cô chú anh chị mình miễn phí luôn. Rồi có tiệc trà bánh nè, rồi cùng mình nghe nhạc nữa cô chú anh chị. Thì anh chị mình nếu mà tới thì alo em Nhân nha. Và cô chú anh chị mình coi kênh em Nhân, cho em Nhân xin một cái đăng ký kênh và một cái like của cô chú anh chị mình. Cảm ơn cô chú anh chị. Và ngay bây giờ em mời cô chú anh chị mình đi coi xe bán tải với em Nhân. Dạ cô chú anh chị, bán tải đây. Đây là bản hai cầu nha cô chú anh chị. Adventure. Thì cái này nhiều cô chú anh chị mình cũng khoái bản này lắm. Nó cơ bắp, nó thể thao. Thì anh chị mình cùng xem với em Nhân nha. Đầu tiên chúng ta hãy coi cái thùng. Cái độ mở cái thùng ở sau thì cũng xịn sò nha. Xe thì có trang bị cam lùi này cô chú anh chị ha, zin theo xe. Hệ thống đèn. Và cái bảng cao thì sẽ có thêm cái ốp. Ốp thùng này cô chú anh chị. Ở bản số tự động 1 cầu 2.4 thì sẽ không có cái này. Thùng nó là nó chỉ tới đây ha, nó không có cái thanh thể thao, cái ốp thùng này cô chú anh chị. Thì cái này anh chị mình về mình có thể, thứ nhất là mình làm cái thùng nắp thấp. Thì mình kéo ra kéo vô vào thùng nắp cao bích luôn. Thì tùy của chú anh chị, còn đối với nguyên zin của xe thì nó như vậy nha. Cô chú anh chị mình mua xe này được tặng thêm cái bộ thảm lót sàn zin của xe. Còn cái thùng thì đã lót cái nhựa này, nhìn nó cũng sạch sẽ nha. Có trang bị những cái móc nè. Cô chú anh chị mình chở đồ mình có thể gạt cứ ngắt ở đây. Thì xe này thì chở tùy của chú anh chị mình thôi. Nhưng mà theo như trọng tải tầm khoảng 500-600 kg của chú anh chị. Rồi anh chị mình chở, dù mình chắc được nhiều mình chở nhiều. Cái xe này thì em nghĩ chắc cũng không có ai bắt mình cân đâu ha. Thì mình chở đồ được cái nó linh động của chú anh chị, mình đi mình có thể mình chở người được luôn, vẫn có 5 chỗ để mình ngồi đó. Đặc biệt là cái bảng cao sẽ có những cái ốp dè nè, nhìn nó cơ bắp lắm. Đây em cho cô chú anh chị mình coi mặt ca lăng phía trước nè, ở hầm hố không. Thì bên em đang trưng bày của chú anh chị tạo một cái bột cho em, nó lên ngóc đầu lên nhìn nó cũng rất là mạnh mẽ thể thao. Thì anh chị mình có thể tới đây mình coi xe trực tiếp nha. Hôm nay là 15 tháng 5 thì thứ bảy thì tổ chức sự kiện ra mắt xe này. Thì anh chị mình nếu không sắp xếp được thứ bảy thì có thể thứ sáu, thứ tư mình lên đây mình coi vận đậu đây cho cô chú anh chị mình xem xe. Còn xe lái thử thì chưa có đâu anh chị, bản này bản mới về tới đây thôi, cũng chưa có lái thử. Xe bên em thì bán tải thì có lái thử nhưng mà đời cũ anh chị ha, đời cũ. Đây cụm đèn trước nè, nhìn rất là ngầu anh chị, full led luôn á. Xe thì có gói an toàn Toyota Safety Sense, cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn đường, rồi điều khiển trình chủ động các kiểu, rồi đầy đủ nha. Rồi ở đây có camera của gói camera 360 của chú anh chị. Đây camera trước nha, máy thì là máy 2.8 nha cô chú anh chị, số tự động và hai cầu. Phía trước này cũng có cảm biến phía trước đó nè, đèn sương mù. Nói chung thì xe này là trang bị khá là nhiều cái công nghệ, nhiều option đó ngoài xe. Anh chị mình có thích cái bản này không à? Và giá em này là 999 triệu. Nếu mà anh chị mình lấy trắng ngọc trai thì thêm 7 triệu nữa là 1.007 tỷ nha cô chú anh chị. Đó thì hiện nay xe này đóng thuế là 6%, 6%. Biển số thì chỉ có 500 ngàn thôi. Phí đường bộ thì 2.160.000. Thì anh chị mình có nhu cầu quan tâm thì liên hệ em Nhân để sở hữu nha. Xe này cũng rất là ít anh chị. Rất là ít, này là bản 2 cầu, bản cao cấp nhất. Còn anh chị mình lấy cái bản 1 cầu á, thì tháng 5 này em có một chiếc màu bạc. Chiếc màu bạc thì giá chiếc số tự động 1 cầu á, là 706. Mình vẫn đóng thuế là 6%, phí biển số là 500 ngàn. Thì chúng ta lăn bánh, đường bộ thêm 2.160.000 nữa anh chị. Đây nội thất này cô chú anh chị. Ghế thì bản cao được trang bị ghế da luôn nha cô chú anh chị. Ghế da số tự động ha. Đó thì tí nữa em qua bên kia em quay cho kỹ hơn cho cô chú anh chị mình coi. Mình coi sơ với em Nhân. Đây vẫn trang bị loa JBL nha. Nhiều anh nào nói cắt cái JBL không có anh chị. Và cái màn hình này là màn hình to hơn bản cũ. Bản cũ là 8 inch, còn màn hình mới là 9 inch nha cô chú anh chị. Đó hệ thống điều hòa, gài cầu điện nha. Chỉ cần thao tác nút dặn này thôi. Từ nó sẽ có 3 chế độ. Là
một cầu nhanh, một cầu nhanh, hai cầu nhanh và hai cầu chậm. Đó, tùy theo cái điều kiện chúng ta vận hành xe chúng ta chọn. Đây, nút dặn rất là đơn giản anh chị. Đây, đó. Thì anh chị mình ví dụ như mình cần động lực để chúng ta vượt lầy thì chúng ta chọn chế độ hai cầu chậm á, chế độ bò, từ từ bò lên dốc. Còn ví dụ như đang đi trên đường trường, cần lực mạnh thì chọn hai cầu nhanh. Còn bình thường anh chị mình muốn chạy một cầu sao thôi hay là chọn một cầu nhanh, nó chạy bình thường như mẫu xe một cầu. Thiết kế nhìn đẹp anh chị ha, bán tải nhưng mà thật sự thì những cái chi tiết trong này nó cũng rất là sang trọng anh chị. Đó, những cái mạ này kiểu titan hay sao á, nhìn sáng bóng, nhìn đẹp lắm. Lo CBL nha, lo xịn đó anh chị. Đó, có chữ CBL nè, nhìn cũng khá là chắc chứ. Này ai mà kiểu như nhu cầu mà đi du lịch, đi camping đó, đi cắm trại đó, nó băng rừng vượt suối này kia rồi lựa chọn chiếc này cũng khá là hấp dẫn anh chị ha. Thì bán tải, nếu mà nói về bán tải ở Việt Nam mình thì nhiều cô chú anh chị mình sẽ biết nhiều hơn về Ranger. Bây giờ ở Việt Nam mình là Ranger là chùm mà, Hall Ranger. Đấy, còn những cái dòng này thì bên Thái Lan họ bán rất là nhiều, bán rất là chạy. Ở Việt Nam mình thì cũng ít, Toyota thì cũng ít có nhập về anh chị. Cũng gần năm mấy nay à, bán tải chưa có quay trở lại thị trường Việt Nam. Thì hiện nay mới quay lại, thì quay lên cho cô chú anh chị nào có nhu cầu thì chúng ta sở hữu thôi. Và đặc biệt nữa anh chị, vấn đề này cũng rất là đau đầu, không phải là Toyota mà tất cả các hãng xe mà có sử dụng cái động cơ dầu. Hiện nay chính phủ mình quy định là bắt buộc những cái xe sản xuất ở Việt Nam hay là nhập khẩu về đều phải đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5. Thì cái vấn đề khí thải Euro 5 thì hầu như là tất cả các động cơ đều đã đạt được rồi, nhà sản xuất người ta đã nghiên cứu và tạo ra rồi. Nhưng mà vấn đề lớn nhất ở đây là gì? Là cái trạm nhiên liệu của mình, của chú anh chị. Em nói thiệt chứ ở Việt Nam mình nó không có đồng bộ được. Những cái trạm nhiên liệu á, hiện nay đa số là chỉ đạt mới tiêu chuẩn Euro 3 thôi. Nhưng mà cô chú anh chị mình thấy nè, nếu mà muốn đạt tiêu chuẩn Euro 5, thứ nhất là động cơ phải đạt tiêu chuẩn, thứ hai là dầu nhiên liệu của mình cũng phải đạt tiêu chuẩn Euro 5 là 0.001S. Đó, thì rất ít cái trạm nhiên liệu ở Việt Nam mình đạt được tiêu chuẩn này nha anh chị. Thì anh chị mình mua xe này mình cũng hết sức lưu ý. Là em thấy chủ yếu là petrol đạt nhiều, còn những cái xăng ngoài thì em không có nghiên cứu, thì cũng có nhiều cái xăng đạt nhưng mà đại đa số đều là Euro 3 thôi. Đó, thì anh chị mình cũng phải tìm hiểu những cái trạm xăng, trạm nhiên liệu, trạm dầu á, đạt tiêu chuẩn Euro 5 để mình đổ nha. Thì không thôi là không đổ đúng nhiên liệu, thứ nhất là nó không đạt khí thải, thứ hai nữa là nó ảnh hưởng tới cái kim phun của động cơ nha cô chú anh chị. Tại vì cái dư lượng lưu huỳnh nó lớn thì nó sẽ nguy cơ làm ngã kim phun. Đó, hay là cái thứ hai cũng có cửa gió điều hòa, có cổng sạc đầy đủ nha. Như một chiếc xe du lịch bình thường anh chị, ngon lành. Nhưng mà có một cái cũng chia sẻ thẳng với cô chú anh chị mình luôn là cái ghế hàng thứ hai nó hơi đứng nha. Ngồi đuối á, đi xa là hơi đuối. Mà chấp nhận thôi, tại vì cái cabin sau nè, nó dựng đứng nó phải chờ cho cái thùng á, cho nên là cái ghế hàng thứ hai nó hơi đứng. Anh chị mình ngồi nếu mà đi bán tải là biết, ai mạnh mạnh ngồi chứ ai yếu yếu ngồi xương sống là chịu không nổi đâu. Đó, còn ở trước thì ngon lành, ví dụ như hai vợ chồng hay là đồng nghiệp, hai người đi công việc, đi công tác, đó, ngồi ở lái và bên tài, bên phụ thì thoải mái. Đây, ngồi ghế chỉnh điện đầy đủ, ngồi sướng anh chị, không vấn đề gì ha. Chỉ có hàng ghế thứ hai thì nó hơi đứng thôi, nó hơi đứng thôi, nhưng mà gắn ngồi chắc cũng được. Đó, thì trong đây ha, hệ thống cảm biến, cam 360, cảnh báo điểm mù này kia đầy đủ anh chị ha. Cảnh báo điểm mù đầy đủ. Xe này thì cái công nghệ mới, có cái bộ lọc khí thải á, bộ lọc khí thải này đạt tiêu chuẩn á, thì anh chị mình sử dụng này thì cũng có lưu ý. Ví dụ lâu lâu chạy mà xe có ra khói trắng á, là bình thường ha, lúc đó là cái bộ lọc khí thải nó đang đốt lưu huỳnh để thải ra môi trường, để sạch động cơ, để sạch đạt tiêu chuẩn Euro 5 anh chị. Và xe này thì nhập khẩu từ Thái Lan nha cô chú anh chị. Đây, sản xuất 2024 luôn nha. Đó, thì hiện nay cái màu trắng này bên em đang có sẵn và giao ngay. Cô chú anh chị mình có nhu cầu mua xe bán tải thì liên hệ em nha. Đó, lấy chiếc này luôn anh chị. Em chỉ có chiếc này và chiếc màu đen tháng 5 có xe giao cho cô chú anh chị mình, màu trắng màu đen. Còn nếu mà một cầu số tự động á, 2.4 á, thì em có màu bạc. Cô chú anh chị mình thích bản nào thì hú em nha, em nhân báo giá và tư vấn kỹ hơn nha. Đó, xe này thì hiện nay anh chị mình mua thì chạy có tặng thêm phụ kiện dù dán phim này kia rồi, anh chị mình có nhu cầu đi rồi alo em nha, em nhân tư vấn cho nó kỹ hơn nha cô chú anh chị. Và em xin nhắc lại là
thứ bảy tuần này bên em có sự kiện ra mắt xe, cô chú anh chị mình có nhu cầu thì tới nha. Dạ, kính chào cô chú anh chị mình nha, hẹn gặp lại ở những video sau.